放中国。Truyền thông Tuyên Vũ Audio. Và các bác có đang nghe tiếng gì không ạ? Đây là một cái chiếc xe máy SH nhá. Đó, và khi mà chúng em cho nhạc lên, các bác biết rằng là cái xe kia nó sẽ có cảm biến. Khi mà chạm tay vào nhá, thì nó sẽ kêu cảnh báo, tức là chống trộm, đúng không ạ? Đây các bác thấy không, đang để im này. Và em sẽ cho nó kêu lên nhá. Đấy, bằng cách này em sẽ vặn cái áp lực âm thanh lên. Đấy là cái áp lực âm thanh khi mà chúng em sử dụng một bộ sự kiện đến từ thương hiệu CAF anh em nhé. Và các bác biết rằng là với cái bộ sự kiện này, đó, cái chiếc xe máy cách rất là xa mà cảm giác cái áp lực âm thanh nhé, nó cực kỳ là mạnh. Đó, và cái cảm biến chống trộm nó sẽ phải là bật lên. Thì các bác thấy không? Đấy là cái cảm nhận về cái áp lực đó. Khi mà anh em nghe qua chiếc điện thoại thì các bác sẽ không cảm nhận được. Đấy, không cảm nhận được về cái áp lực âm thanh khi mà chúng ta đang sử dụng bộ sự kiện này. Thế tuy nhiên thì có một cái ví dụ, đó là cái chiếc xe máy họ có cảm biến chống trộm. Đấy, khi mà chạm tay vào thì nó sẽ kêu vào đó. Các bác thấy không? Cái hiệu quả, cái áp lực của cái bộ CAF này nó phát ra rất là kinh khủng. Đó, và đây là một bộ sự kiện bãi anh em nhé. Và nói đến CAF thì chắc các bác biết rồi, đúng không ạ? CAF thì thương hiệu nó quá là nổi tiếng rồi. Và đây là cái đời model của nó đây. Em sẽ quay cho anh em xem model nhé. Đó, model của sản phẩm nó là CF 1820, anh em có thể lên Google search nhá. 1820. Và cái loa này, anh em biết tại sao này em phải đấu hai đường lưu trích đây không ạ? Đấy. Tất cả em phải đều hai đường lưu trích này. Đây, bên này cũng vậy. Đấy, tất cả phải đấu hai đường lưu trích, và để chơi được một chiếc loa này chúng ta sẽ phải sử dụng hai kênh của đẩy nhá. Hai kênh của đẩy, và em sẽ ví dụ cho anh em, sẽ miêu tả cho anh em tại sao lại phải dùng hai kênh của đẩy. Bởi vì đây, anh em nhìn này, cách đấu loa này họ ghi rất là rõ cho anh em nhá. Đấy. No mid, đúng chưa? No mid. Đấy, là trở kháng này. Và hai là trở kháng này. Đấy, và đây họ sẽ cho anh em cách đấu này. Pin 1 cộng và 1 trừ. Pin 2 cộng 2 trừ. Đó, thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải đấu là nếu như anh em đấu một giác lưu trích, các bác sẽ đấu 1 cộng 1 trừ. Đấy, và 2 cộng 2 trừ để ra loa. Thì ở đây thì chúng em sẽ sẵn dây là đấu 1 cộng 1 trừ sẵn, và em sẽ phải sửa cái tắc dưới là 2 cộng 2 trừ để nó ra được giải chung và giải chép. Đó, đây là một cái dòng loa công suất rất là lớn, và thông số của loa thì họ đã ghi rất là rõ ràng cho anh em đấy nhá. Đây, công suất của loa này. Đây là em đang phải sử dụng hai con 4 kênh đến từ BS và một con 2 kênh này để đánh một cặp xúc đơn. Đấy, xúc đơn này thì em đang sử dụng là con đơn bãi. Đơn này là đơn 50 nhá. Đấy, đơn 50, thương hiệu là Q USB nhá. Và con này thì công suất của nó, công suất liên tục này là 600W, và công suất max của nó lên tới là 1200. Đó, và độ nhạy anh em nhìn này. Đấy, sensitivity nhá. Đấy, thấp nhất nó là 98 dB, và maximum của nó là 123 dB. Và nó là con súp này công suất 600W. Đó, nhưng mà độ nhạy nó rất là lớn.
giúp cho anh em là sử dụng ở không gian rộng. Đấy, nó kêu vẫn là to. Đấy, và cả hai sản phẩm này nó đều là hàng bãi hết. Đấy, và ở đây thì đặc biệt một cái là em về được con đẩy CAF này N18 đến từ thương hiệu CAF nhé, N18 này. Đó, con này cực kỳ là đẳng cấp và công suất của nó lên tới 1.800W một cây. 1.800W một cây thì để đánh một cặp súp đơn thì rất là đơn giản. Và em đang phải sử dụng là hai con 4 kênh đến từ thương hiệu BS, hai con 4 kênh. Thì mỗi kênh của nó là 800W là nó có thể là sử dụng cho nó có thể sử dụng cho được là một kênh là sẽ ra được một tiếng, một đường tiếng. Đó, và cái dòng loa này nó là loa 3 đường tiếng nhé. Nó sẽ bao gồm là loa bass, loa trung và loa chép. Đó, cái áp lực âm thanh thì vừa rồi em đã test cho anh em rồi, nghe rất là chất lượng đúng không? Đấy, và cái sản phẩm này thì chúng em hiện tại đang về rất là nhiều. Anh em có nhu cầu mua sắm sản phẩm âm thanh bên em, đặc biệt là anh em chơi sự kiện thì có thể liên hệ trực tiếp nhé, để chúng em hỗ trợ. Và xin chào các bác.